này bóc ra nó có thể nó chưa chuẩn, đúng không nào? Rồi ok, cái khúc này thì được, đúng không? Đã như vậy thì là mục tiêu nghiên cứu của bài là đề xuất giải pháp góp phần nâng cao lòng trung thành của thương hiệu đối với thương hiệu Tôn Hoa Sen, giữ vững thị phần doanh thu cho doanh nghiệp. Ok, rồi thầy chuyển nhóm khác nha, mỗi nhóm thầy nhận xét một cái duy nhất thôi. Tập để anh chi, vài năm nữa tụi em sẽ làm như vậy, đúng không nào? Rồi, bóc cái dưới dưới coi. Rồi, giải pháp nâng cao động lực làm việc của nhân viên kinh doanh khu vực miền Nam tại công ty cổ phần hỗ trợ dịch vụ thanh toán Việt Phú. Rồi, chịu chứng. Rồi, ai làm cái này bình luận cho thầy nào? Tụi em đi làm, tụi em không có động lực để làm việc thì triệu chứng của nó là gì nào? Giả sử như mình đi làm mình không có động lực để làm việc, thôi mình đi học đi, mình không có động lực đi học thì cái triệu chứng của mình là gì nào? Đi trễ. Rồi gì nữa nào? Hả? Gì nữa? Nghỉ học luôn, đúng không? Rồi làm gì nữa? Ok, hình như là em rất là kinh nghiệm hay sao á. Rồi thì đi làm nó cũng tương tự, đúng không nào? Những triệu chứng mình có thể quan sát được của một cái nhân viên mất động lực làm việc, à, họ sẽ uể oải, họ đi làm họ sẽ gì nữa, vô vừa làm vừa ngủ giống như bạn chúng ta nói, hoặc là gì, đang làm thì lên trên mạng search tìm kiếm những cái công ty khác để có cơ hội là nhảy ngay, đúng không? Vân vân và vân vân. Như vậy thì triệu chứng của vấn đề nhân viên kinh doanh năng suất thấp, không có nỗ lực làm việc để đạt mục tiêu đặt ra, đúng không? Rồi tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu bán hàng không đồng đều. Rồi gì nữa, mất đi sự năng động nhiệt huyết trong công việc, đúng không nào? Nhân viên thâm niên thì lâu lâu có xu hướng xin chuyển qua bộ phận khác dễ hơn, không yêu cầu cái KPI nó khốc liệt như là bộ phận bán hàng. Ví dụ như là gì, bộ phận chăm sóc khách hàng, đúng không? À rồi gì nữa, tinh thần gắn kết thì là không có, đúng không? Căng thẳng, cảm thấy áp lực. Ok, rồi những triệu chứng trên được tác giả đưa ra số liệu cụ thể bằng chứng xác thực về doanh số. Ok, tác giả cũng chỉ ra biểu hiện thái độ của nhân viên kinh doanh. Rồi nhóm này làm rất là tốt, nhóm nào đây, một lời khen cho nhóm thầy. Ok, đó, ít nhất mình ở đại học mình phải bình luận được như vậy, đúng không? Mặc dù những cái bình luận tụi em chưa có sâu, chưa có rộng, nhưng mà vài bữa nữa mình mới năm 2 à, đúng không nè? Khi nào mình học tới năm 3, năm 4 mình sẽ khác, được không? Rồi, nguyên nhân dự kiến của triệu chứng, thầy xem thử nào. Phòng nhân sự không thường xuyên tổ chức những buổi đào tạo cho nhân viên, ý là ở đây là gì? Có thể là do thiếu đào tạo, đúng không? Rồi, nhân viên kinh doanh cảm thấy không hài lòng với chính sách lương thưởng của công ty, cũng có thể, đúng không nào? Mình đi làm mà lương thưởng cả năm trời không thấy, đúng không? Rồi ví dụ như là chờ đợi đến tháng 13, kỳ vọng rằng tháng 13 có khoảng 100 triệu về ăn Tết, được không, được đồng nào được phát 130.000 thì thôi chứ, động lực nào mà làm cho nổi, đúng không? Rồi sự cạnh tranh của các công ty trong ngành, rồi cạnh tranh trong nội bộ, ok, có thể làm giảm động lực. Ok, hậu quả nếu triệu chứng không giải quyết. Ok, nếu như hậu quả không giải quyết thì nhân viên tiếp tục rơi vào trạng thái chán nản, động lực làm việc giảm, không muốn cống hiến, phấn đấu. Ok, rồi như vậy thì từ những cái chuyện trên xác định thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên kinh doanh ở khu vực miền Nam tại công ty Việt Phú. Sở dĩ vì sao người ta đặt cái mục tiêu chung chung kiểu này cả lớp, sở dĩ vì sao người ta đặt cái mục tiêu chung chung kiểu này, mặc dù ở trên rất nhiều cái nguyên nhân dự kiến. Vì sao? Vì sao vậy? À, người ta chưa, mình chưa xác định được chính xác nguyên nhân nào ha, dựa trên kinh nghiệm hoặc là dựa trên lý thuyết. Chứ còn chúng ta chưa có bằng chứng để xác định chính xác cái nguyên nhân nào. Mà nguyên nhân nào cũng có cảm giác nó quan trọng, nó cần phải giải quyết. Bởi vậy đặt ra một cái câu hỏi nghiên cứu chung chung như vậy để đi tìm bằng chứng.
Và nếu như đi tìm bằng chứng trả lời được cho cụ thể nguyên nhân nào thì đi giải quyết nguyên nhân đó, đúng không? Đó là cái cách những cái đề tài này họ làm, được không nào? Ok. Rồi tiếp một nhóm nữa nào. Rồi, có đúng yêu cầu của thầy chưa? Yêu cầu của thầy là gì? Tìm kiếm 5 luận văn hệ nghiên cứu ứng dụng trong cùng một chủ đề. Rồi, bạn chúng ta làm đúng yêu cầu chưa? Đúng yêu cầu chưa? Đúng yêu cầu chưa? À, cái luận văn này có đúng yêu cầu chưa? Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ mua hàng trực tuyến của khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh. Đúng yêu cầu là một luận văn ứng dụng chưa? Chưa, sai rồi. Nhóm này đâu nào? Từ Trang Dung. Ok, sai rồi nhé Trang Dung. Ai làm cái này? Trong nhóm em ai làm? Em luôn hả? Rồi. Vì sao mình chưa phân biệt được? Em phân biệt được luận văn ứng dụng với luận văn hàng lâm chưa? Dạ rồi, ok. Thầy lướt cái nữa coi thử bóc chúng không. Lướt cái nữa coi bóc chúng không, đúng không? À, bây giờ thầy sửa thì chuyện sai là hết sức bình thường. Rồi vào bài số 2, nghiên cứu với hành vi mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng. Cái này có đúng là luận văn ứng dụng không cả lớp? Đúng không? Vậy là nhóm này bóc ra hai luận văn là hai luận văn đều hàng lâm rồi đó chứ không phải ứng dụng. Được không? Được không nào? Cái thứ ba thử nào. Các chiều của trải nghiệm mua sắm trực tuyến và sự hài lòng ứng dụng của Vinnie Gilmore gì đây? Không biết cái bài này là bài gì nhưng nó có phải là một luận văn không em? Nó có phải là một luận văn không vậy? Nó có phải là một luận văn không? Thầy nghi nó không phải là một luận văn thôi, luận văn không ai đặt cái kiểu đó cả. À, nhưng mà nó là luận văn hả? Rồi, tiếp bài báo số 4. Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua lại của người tiêu dùng khi mua hàng qua mạng Internet tại thành phố Hồ Chí Minh. Luận văn gì đây cả lớp? Hàng lâm hay ứng dụng? Hàng lâm. Rồi, như vậy thì nhóm này là lạp lạc đề hết, đúng không nào? Đó. Thấy chưa? Một cái đề bài dễ dạy. Giải pháp nâng cao ý định mua, tái mua sắm trực tuyến tại trang thương mại điện tử Shopee. Có thể là ứng dụng, đúng không? Rồi, chữ Shopee viết sai nè, thấy chưa? Rồi, vài bữa nữa học với thầy nha. Học với thầy thì bắt đầu từ khi học với thầy, cứ dấu cộng, rồi dấu mũi tên. Mặc nhiên bài đó thầy không chấm, thầy cho zero. Được không nào? Không. Tụi em đi luyện thi IELTS, có ai bày tụi em là gì? Dùng gạch đầu dòng với lại là dùng giấy dấu, dấu cộng, dấu chấm và dấu mũi tên để diễn tả những gì mình muốn nói không? Mình muốn viết không? Không, đúng không? Văn ở bậc đại học không có dấu cộng, dấu chấm, dấu gạch đầu dòng. Được không nào? Nhớ cho thầy cái chuyện đó. Để vài bữa nữa thầy chấm, thầy cho không điểm thì đừng cứ ngồi đó khóc, đúng không? Khóc không giải quyết được vấn đề, chỉ có đi học lại với ông việc này thôi. Nắm được không nào? Rồi, thống nhất như vậy nha. Rồi, nếu cái máy lạnh nó đang chỉ vô đầu lắm đúng không? Hả? Đang chỉ vô đầu hả? Em chỉnh sao cho cái cánh quạt nó ngửa lên chừng á em. Nó có cái chế độ chỉnh cái cánh quạt cho nó ngửa lên chừng, hoặc là em nó cứ đảo liên tục, chứ còn không nó chỉ vô đầu bạn này tí xíu bạn xỉu luôn á. Hả? Nó lạnh quá thì lên đây. Lên đây. Lên bàn đầu ngồi. Mát hả? Không lạnh thì mát. Rồi ha. Tiếp nè. Giờ một cái nữa. Trước khi mình đi vào bài học của ngày hôm nay. Rồi, Hồ Gia Bảo là bạn nào? Ok. Luận văn 1 cái tên là gì vậy em? Đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ hành chính công trong lĩnh vực thẩm định giá tại Sở Tài chính. Ok. Nó có thể là một cái luận văn. Tuy nhiên là à,
Đoạn này nó có gì liên quan tới triệu chứng chưa? Đoạn này nó có gì liên quan đến triệu chứng chưa nào? Bình luận nào? Đoạn này có gì liên quan đến triệu chứng chưa? Đoạn này có gì liên quan đến triệu chứng của sự hài lòng hoặc là không hài lòng chưa? Thường chúng ta làm một đề tài về sự hài lòng thì thường chúng ta mô tả triệu chứng về không hài lòng, đúng không? À, cái logic là như vậy. Chứ bây giờ người ta đang hài lòng, rất hài lòng, tự nhiên mình đi làm về hài lòng làm gì, đúng không? Đúng không? Đó, đơn giản một điều là vậy. Khi đọc một cái đề tài liên quan đến sự hài lòng thì cái triệu chứng phải là bất mãn, là không hài lòng, đúng không? Rồi nói chung là chưa thấy, đúng không? Ý thầy nói chưa thấy ở đây là gì? Cái nội dung của cái đề của cái anh chị thạc sĩ mà làm cái này chưa nêu toát lên được cái chuyện đó, ha ha. Đó, và nhiệm vụ của tụi em là bình luận được cái mà thầy muốn nói. Rồi thử cái thứ hai ha. Nhớ là những cái này người ta viết còn rất là sơ sài và sai sót, đúng không? Có thể người ta viết sai luôn. Và như vậy thì cái kỹ năng của mình là học cái môn này xong mình phải biết cái chỗ nào ổn, cái nào chưa ổn, đúng không? Chứ còn mình học xong mình không biết đánh giá là mình sẽ làm sai theo họ, hoặc là thậm chí mình bắt chước theo họ. Nắm được không cả lớp? Phải như vậy mới được. Rồi đánh giá sự hài lòng của người dân với chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại trung tâm y tế huyện Thống Nhất. Huyện Thống Nhất nó ở đâu? Có ai ở huyện Thống Nhất trong lớp này không? Có ai ở Đồng Nai không? Có em biết huyện Thống Nhất không? Biết, ok. Tưởng ở Đồng Nai không biết huyện Thống Nhất chứ thầy có biết đâu. Thầy hỏi vậy thôi chứ thầy đâu có biết. Ok. Rồi như vậy thì triệu chứng ở đây là gì? Trung tâm y tế Huyện Thống Nhất, lap lap lap. Rồi. Nhiều hạn chế bất cập trong khám điều trị cho bệnh nhân. Vì vậy thì làm đề tài này, đúng không? Bình luận cho thầy nào? Bình luận cho thầy nào? Triệu chứng để nêu toát chưa lên chưa nào? Triệu chứng gì liên quan tới sự không hài lòng, sự bất mãn của bệnh nhân khi họ đến khám ở cái bệnh viện mà Trung tâm y tế Thống Nhất này, dẫn đến tác giả phải làm đề tài này? Có cái gì đó nó rõ ràng, nó hiện lên cho chúng ta thấy những triệu chứng không? Có không? Không, chưa thấy, đúng không? Mạnh dạng lên cả lớp. Chưa thấy, không, đúng không? Rồi, sử dụng nghiên cứu định tính, nghiên cứu định lượng kệ. Nói chung là những cái chuyện này khi mà thầy chấm bài thầy sẽ không khe. Thầy chỉ khe duy nhất một cái chuyện trong cái đoạn introduction. Đó là triệu chứng gì nổi lên khiến tác giả phải là gì? Quan tâm. Và triệu chứng đó nổi lên thì cái nguyên nhân dự kiến đó là cái gì? Liệt kê ra trong những cái đám nguyên nhân dự kiến đó thì cái nguyên nhân nào mà mình cảm giác rằng là cần phải có dữ liệu để mình đi thực hiện cái nghiên cứu này, thì chuyển hóa nó thành cho thầy cái gì? Câu hỏi và mục tiêu nghiên cứu. Được không? Đã. Ok. Thực ra là cái bài này họ chưa biết cách viết cho hay, chứ thầy đoán rằng là gì? Nếu như họ đem họ xáo trộn, họ sắp xếp theo một cách mà khoa học thì nó cũng nêu toát lên được. Đã, chứ không phải là không đâu, đúng không? Ok, rồi thầy nhận xét vậy thôi ha. Không còn nhiều thời gian để mà có thể là phân tích sâu hơn. Ô, nãy giờ thầy chưa share cho cái nhóm ở cái nhóm ở online ở nhà, nhớ nói thầy nha. Nhiều khi thầy quên share là tụi em phải nói, chứ không tụi em ở nhà ngủ hết đi. Chết luôn á thầy. Quay đi với chị đó. 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 Quay đi với chị đó
sách dự kiến. Thầy lấy ví dụ ra trường là vô một cái công ty nào đó thực hiện một cái dự án nghiên cứu thị trường, nghiên cứu hành vi người dùng, thì rõ ràng mình sẽ tham gia một cái team, và như vậy thì cái đề cương đề xuất nghiên cứu của mình phải sao ạ? Có cái ngân sách dự kiến, chứ không có ngân sách dự kiến thì là gì? Sếp của mình có duyệt cho mình không? Không bao giờ họ duyệt cả, đúng không? Ngay cả khi tụi em tham gia đoàn hội muốn trình một cái đề án, một cái dự án nào đó, thì tụi em cũng phải có cái kế hoạch ngân sách, đúng không? Và cái lộ trình thực hiện những cái bước cần triển khai trong các cái dự án của đoàn hội, đúng không nào? Rồi, ở công ty chúng ta phải chi tiết các cái lợi ích thu được, phát họa cái kế hoạch thực hiện dự án, đúng không? Và nói tóm lại, cái nội dung của bản đề xuất đề cương nghiên cứu, nó sẽ có 9 cái nội dung chính. Cái đầu tiên, nó phải có một cái tên. Cái tên nó cũng tương tự như là những cái tên của những cái luận văn mà mình đọc được, đúng không? Đã, ở nhà mình đọc 5 cái luận văn, thì 5 cái luận văn, có cái luận văn nào không có tên không cả lớp? Có không? Không bao giờ, đúng không? Như vậy thì mình lọt vô marketing, mình phải có một cái tên để mình làm một cái gì đó ở marketing. Mình lọt vô sản xuất, mình sẽ có một cái tên gì đó liên quan đến sản xuất, đúng không? Mình lọt vô R&D, mình sẽ có một cái tên gì đó liên quan tới R&D, đúng không nào? Thứ hai, mình sẽ trình bày cái bối cảnh nghiên cứu, các cái dữ kiện thực trạng dẫn đến việc thực hiện nghiên cứu này, đúng không nào? Thứ ba, mình trình bày cái vấn đề nghiên cứu. Và như vậy thì nếu đối với cái vấn đề nghiên cứu thì chúng ta sẽ sao các bạn? Nêu lên những cái nguyên nhân dự kiến và chúng ta đi thẳng vào câu hỏi nghiên cứu cũng như mục tiêu nghiên cứu. Thường thì giảng viên sẽ yêu cầu viết mục tiêu hoặc là viết câu hỏi hoặc cả hai. Thầy thì chỉ yêu cầu viết một trong hai. Còn ở doanh nghiệp các bạn muốn chọn kiểu gì thì chọn, đúng không? Thứ nữa là gì? Trình bày cái phạm vi nghiên cứu ha. Và sau đó mình sẽ có một cái đoạn văn, mình trình bày cái ý nghĩa của nghiên cứu mà mình mang lại, đúng không nào? Và như vậy á, thì cái phần thiết kế nghiên cứu nó sẽ liên quan tới hai cái nhóm
mà chúng ta cần phải quan tâm, đó là chúng ta có cái dạng thiết kế nghiên cứu kiểu khám phá. Chúng ta sẽ có cái dạng nghiên cứu thiết kế kiểu mô tả, đúng không? Như vậy thì nhìn lại cái slide và nhìn ngược lên phía trước, khi nào mình dùng khám phá, khi nào mình dùng mô tả, đúng không? Giả sử lọt vô cái phòng R&D, giả sử lọt vô phòng cái phòng R&D, phòng R&D đang chuẩn bị tung ra một cái loại sản phẩm mới, ví dụ như các bạn về Kindle các bạn làm, đúng không nào? Công ty Kindle, biết công ty này không mấy đứa? Ok, quen thuộc đúng không? Giả sử như là gì? Tháng 3 năm 2022, phòng R&D của công ty Kindle chuẩn bị tung ra một cái loại là một loại sản phẩm liên quan tới bánh, đúng không? Bánh mới. Đó. Và nếu may mắn tụi em xin thực tập được ở cái phòng này, và như vậy thì tụi em sẽ tham gia vào một cái dự án, đúng không? Phát triển cái loại bánh ký hiệu là X nào đó, đúng không nào? Như vậy thì rõ ràng rằng là nếu muốn làm ra một cái loại bánh X, lộ trình ở một công ty nó đi sẽ như thế này, đúng không? Như vậy thì là cái bộ phận mà marketing nó sẽ báo về các cái loại bánh tương tự với X. Loại bánh tương tự với X này nó đến từ đâu các bạn? Đến từ đâu? Đến từ các cái đối thủ cạnh tranh trên thương trường, trên thị trường, đúng không? Và như vậy thì rõ ràng rằng là Kindle sẽ nhìn vào đối thủ làm gì để Kindle có thể đưa ra cái loại bánh tương tự, nhưng dĩ nhiên không bắt chước y chang. Bắt chước y chang thì có gì đâu mà nói, đúng không? Kindle sẽ phải cải tiến nó, sẽ phải làm cho nó hấp dẫn hơn, sẽ phải làm cho nó có cái sức cạnh tranh hơn so với đối thủ cạnh tranh trên thị trường. Và như vậy thì cái loại bánh ít đó nó liên quan tới một cái công trình, ở một cái giai đoạn được gọi là giai đoạn Customer Insight. Như vậy thì cái giai đoạn này, Customer Insight này có nghĩa là giai đoạn đi điều tra cái nhu cầu của cái khách hàng, đi thấu hiểu cái khách hàng. Nhưng marketing hay gọi như vậy. Vài bữa nữa tụi em học marketing thì tụi em sẽ làm quen với cái từ này, được không? Customer Insight. Trong giai đoạn này, dân marketing sẽ làm cái gì? Dân marketing sẽ đi hỏi khách hàng, đi hỏi khách hàng, đi điều tra khách hàng, đúng không? Như vậy thì hỏi và điều tra này nó gọi là gì các bạn? Nghiên cứu khám phá, đúng không? Với cái loại bánh ít chúng ta dự kiến sẽ tung ra thị trường, chúng ta sẽ dùng những cái bánh của đối thủ cạnh tranh, chúng ta hỏi khách hàng để chúng ta làm cái gì các bạn? Cái đối chứng, để chúng ta hình dung rằng là gì? Cái loại bánh mà đang tồn tại với các siêu thị, cái loại bánh mà đang tồn tại ở trong các cái kênh phân phối, khách hàng tiêu dùng nó và khách hàng thấy như thế nào? Có điểm nào khách hàng hài lòng, cái điểm nào khách hàng không hài lòng? Cái sự sẵn sàng chi trả của khách hàng cho cái loại bánh đó là bao nhiêu tiền, đúng không? Và giả sử như cái kết quả của cái nghiên cứu khám phá này, đúng không nào? Cái kết quả của cái nghiên cứu này nó sẽ cung cấp cho chúng ta cái thông tin, đúng không? Để mà cái bộ phận R&D hình thành ra cái idea, được không nào? Cho một cái loại bánh. Ok, hiểu được cái logic thầy vừa trình bày không? Được không? Như vậy thằng R&D xác định sẽ làm một cái loại bánh ít nào đó. Có thể là bánh cookie, có thể là bánh cracker, có thể là bánh phủ sô-cô-la, vân vân và vân vân, đúng không? Và như vậy thì phòng R&D sẽ tiến hành làm ra cái loại bánh đó. Mới đầu làm ra thì là gì? Những người trong phòng R&D sẽ thử trước, đúng không nào? Làm với quy mô rất là nhỏ, làm với cái quy mô phòng lab. Một cái phòng lab trong một cái công ty thì nó cũng nhỏ như cái phòng này thôi đó. Thầy làm rất nhiều công ty rồi thì cái phòng đó nó sẽ như cái phòng này. Nó sẽ trang bị lò nướng, nó sẽ trang bị những cái máy liên quan tới cái việc làm ra được cái bánh ở quy mô rất nhỏ, quy mô được gọi là quy mô gia đình, được không? Và sau khi làm ra cái loại bánh ít, được không? Như vậy thì từ cái ý tưởng nó sẽ cho ra cái loại bánh bánh ít, được không? Mà quy mô trong phòng lab, được không nào? Từ cái bánh quy mô trong phòng lab, người trong phòng mới ăn thử,
Thậm chí là người trong phòng có thể đi mời những phòng ban khác ăn thử, đúng không? Rồi mới ra quy mô là gì các bạn? À, pilot. Mà thiệt ra cũng chưa ra pilot đâu, ra cái quy mô mẫu, được gọi là mẫu prototype. Đó. Cái mẫu prototype này để làm gì? Quy mô mẫu lúc này nó nhiều hơn một chút. Nó có thể là 100 cái, nó có thể là 200 cái. Để làm gì? Để tiếp tục đi qua cái giai đoạn đó là test, khám phá hành vi người tiêu dùng. Họ sẽ làm gì trong giai đoạn này cả lớp? Đoán cho thầy xem nào. Muốn đưa ra nhận xét thì phải sao? Đúng rồi, phải cho anh thử. Không, không. Chứ không cho anh thử làm sao mà thấy được. Đang như là giai đoạn này sẽ gì? Cho đêm không bây giờ giai đoạn này á, bài bản là phải gì? Mời khách hàng đến đêm không. À, mời khách hàng dùng thử, rồi lấy ý kiến của ai, lấy ý kiến của ai cả lớp, khách hàng cái của ai, đúng không? Thầy giả sử trong đoạn này thì mời được không phải là 50 khách hàng, thì mời 50 khách hàng, cái như vậy thì mời 50 đối tượng là gì, cỡ bánh nấc phục vụ cho giới trẻ, cho nên mời 50 sinh viên vô dùng thử. Sau khi dùng thử xong thì hỏi họ anh chị cảm thấy cái bánh này như thế nào, độ cứng ra sao, độ ngọt có vừa khẩu vị với anh chị không, rồi bánh này dự kiến tung ra thị trường thì bán khoảng là 35.000 một hộp, anh chị có sẵn sàng mua hay không, đúng không? Và sau khi lấy ý kiến xong thì giả sử như là gì, cái ý kiến nó không đủ để chúng ta có thể mạnh mẽ tung ra cái quyết định đó là sản xuất ở quy mô thử, quy mô ngoài lớp, thì phải làm thêm cái gì? Làm thêm cái nghiên cứu mô phản, hình như không ạ? Và với cái nghiên cứu mô phản thầy sẽ làm cái gì? Thầy sẽ làm ra nhiều mẫu hơn, thầy sẽ phát mẫu thử cho người dùng dùng thử, và mỗi người dùng dùng thử thầy sẽ gửi một cái đường link, có một cái bản khảo sát giống như các bạn nào khác thiết kế vào Google Form hoặc là họ cũng không kêu ví dụ để người ta dùng nhận mẫu bánh của mình xong người ta ăn, người ta tiết khảo sát cái đó với cái quy mô đó lớn hơn, ví dụ như là lên tới ví dụ như là 500 khách hàng ví dụ như vậy, hình dung không phải lắm đó. Đó cái cách mà nó đi này nó như vậy ha. Bây giờ thầy chỉ phải sơ sơ cho các bạn như vậy thôi, chứ còn là phải có cái môn chuyên sâu, ví dụ như thầy bắt các bạn làm bài, bắt các bạn phải cho mấy bạn dùng thử, xây dựng bạn có hỏi đánh giá, như vậy thì cái môn đó là gọi là môn thử thì chưa ứng dụng, mà chưa mà không thiết kế, môn đó thầy chỉ dành cho tôi được thẳng thôi. Rồi, thầy chỉ dành mình biết cũng được, không sao cả, đúng không nào? Như vậy, chúng ta sẽ xác định phương pháp thu thập dữ liệu, chúng ta sẽ xác định cái mẫu cách thức lấy mẫu, gỡ mẫu, chúng ta sẽ xác định cách thức phân tích dữ liệu, đúng không nào? Chúng ta sẽ xác định cái thời gian thực hiện nghiên cứu, chúng ta sẽ xác định cái ngân sách, minh họa chi tiết từng loại ngân sách cho từng nhóm công việc cụ thể. Ví dụ như là gì, thử nghiệm là gì, làm ra 500 cái bánh thì chi phí là như thế nào, liệt kê ra, làm tới quy mô 500 cái bánh chi phí như thế nào, chi phí mời mỗi người tới ăn bánh, họ phải họ rảnh họ tới đâu, đúng không nào? Mình sẽ là gì, mời họ đến, mỗi người đến mình sẽ phát cho họ 200.000 cái tiền chi phí họ đi đến công ty, họ vừa được ăn bánh, họ vừa được nhận tiền từ công ty nữa, mình phải tính luôn, đúng không? Và như vậy thì các bạn sẽ thấy tất cả đều phải tính hết, đúng không nào? Và cuối cùng đó là một tài liệu tham khảo. Rồi như vậy thì phần tổng quan tài liệu nó sẽ liên quan toàn bộ tới cái chương cơ sở lý thuyết. Rồi bây giờ mỗi nhóm đọc lại bất kỳ anh này bất kỳ một cái luận quan nào đó liên quan đến cái chủ đề mà đã làm ở trong cái bài đầu, và có cái thầy cái phần cơ sở lý thuyết người ta biết như thế nào liên quan tới những khái niệm gì, và có gắn với lại là cái chủ đề mà mình làm hay không. Rồi 30 phút bắt đầu nha.
Thank you.
Thank you.
Cơ sở lý thuyết, nhiều người thì không dùng chữ cơ sở lý thuyết, họ dùng từ cơ sở lý luận nhá. Thường là cái giọng văn mà dùng cơ sở lý luận là những cái bạn mà ở miền Bắc hay dùng cái từ này, đúng không nào? Ở miền Nam mình thì hay dùng cơ sở lý thuyết. Như vậy thì đọc cho thầy cái đoạn này, bóc ra cho thầy cái cách mà biết được cái điều như thế nào. Khi đọc vào đây mà ở đại học chúng ta phải đọc rất nhiều để chúng ta biết được như vậy, và chú ý thầy cái cách người ta biết. Thầy đọc đi. Bạn có thể đi gặp bạn điện thoại. Cái con dịch từ dưới lên. Cái bình này nè. Không gì hết.
tuần sau cứ có laptop cứ mang đi nha. Ví dụ thầy cho đọc báo mà thầy em thì thành thì cho làm. Rồi với lại là bắt đầu từ tuần thứ 7, thứ 8 là thầy sẽ dạy thực hành. À, thì phải có cái laptop hoặc cài phần mềm. Còn thời gian thì lớp này thầy dạy luôn cái smart kêu em. Còn tất cả những gì mấy đứa biết hiện giờ cái móng nhà nó không có, hình dung không, cái móng nhà không có cho nên mình học những cái đó không có ý nghĩa. Cái cơ bản mà vượt qua được cái môn của thầy là phải biết được cái phần cơ sở lý thuyết cho nó ra hồn. Không ra được cái đó cho dù có biết Smart VLS hay tiếng FBS bước hết chẳng có nghĩa lý gì cả. Tại vì cái móng nhà nó không có. Cho nên cái gì nó biết chỉ sớm nó không nào. Thậm chí là không được hết. tác giả vô và có số trang nắm được không?
Và như vậy thì các giả thầy không muốn để đằng sau cái câu thầy để lên đằng trước câu được không? Được luôn, được không nào? Rồi, kết quả nghiên cứu của Nguyễn Văn Hưng về sinh kế của người dân sau tái định cư cho thấy Nguyễn Văn Hưng là ai? Là một tác giả người Việt Nam. Bởi vậy cho nên tác giả người Việt Nam thì các bạn sẽ để nguyên họ và tên của tác giả. Còn nếu như tác giả đó là người nước ngoài thì mình chỉ lấy cái họ mà thôi. Được không? Cái này rất là dễ. Đi thi 3 điểm. Nhưng hầu hết 80% sinh viên các lớp thầy dạy, dù đó là cái trường cao hay là lớp tiên tiến, thậm chí mấy ông thạc sĩ nữa, không làm được. Cho nên chú ý cho thầy. Bởi vì dễ quá cho nên tụi em chủ quan cái level tụi quan đi vô cái trường này bao nhiêu điểm bao? Vì vô cái trường này bao nhiêu điểm? Này, em là bao nhiêu điểm ví dụ? 26 điểm là hơn 8 điểm một môn. Vô cái trường này là ai cũng thông minh hết á. Cho nên cái chuyện này rất dễ nha. Chuyện này vô cùng dễ, không hề khó một chút nào hết. Cơ bản là chúng ta cẩn thận mà thôi. Được không nào? Như vậy thì bây giờ mình làm thử nha. Bây giờ mình làm thử. Như vậy á, thì đáng lẽ là thầy dạy cho các bạn là một cái phần mềm. Nhưng khổ nổi là bây giờ cái máy tính nó không có. Cái thứ hai nữa là gì? Thứ hai nữa cái điều khó khăn đó, là cái phần mềm Microsoft Office nó phải bản quyền thì nó mới kết nối được cái phần mềm đó. Và đa số thì mình xài được phần mềm khác rồi. Đấy, cho nên nó kết nối cho nên thầy phải cũng cần. Được không nào? Như vậy thì bây giờ để thầy bày một cái cơ bản khác. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cứ do thầy làm rồi từ từ làm theo nhé. Do thầy làm rồi từ từ làm theo. Rồi, nghe thầy ha. Như vậy thì bây giờ thầy sẽ làm thử ở bằng cái màn hình này ở cái laptop. Tại vì là cái máy này là không gõ cái gì được hết. Được không nè? Như vậy thì để mà các bạn hình dung, nếu mà chúng ta đọc cái này nè, đúng không? Chúng ta làm theo nó rất là mất thời gian. Bởi vậy cho nên là thầy sẽ phải là mượn một cái trang trung gian để thầy làm. Đó là cái trang Side It For Me. Rồi, nhiệm vụ của cái trang này là gì? Nó sẽ giúp cho chúng ta trích dẫn mà theo đúng cái chuẩn mà chúng ta mong muốn. Thầy chưa xem. Nó vẫn đang ở trên này. Thấy chưa? Rồi, cái trang này nó sẽ giúp cho các bạn là gì? Trích dẫn theo đúng cái chuẩn mà các bạn mong muốn. Được không nè? Như vậy thì cái trang này nó có cái tên gọi là Side It For Me. Được không? Thầy bày một lần thôi ha. Vài bữa đừng có lên Zalo la sùm thầy ơi bày lại em. Đúng không? Thầy sẽ không có đủ thời gian để bày mấy đứa nữa. Cho nên là nhớ. Và rồi bây giờ cái chuẩn nè. Nhìn nè. Cái chuẩn này là chuẩn IBA đúng không? Như vậy chuẩn của trường mình quy định, cho dù đó là công trình nghiên cứu kiểu luận văn, hay là công trình nghiên cứu hàn lâm, hay là công trình đi dự thi UH500, hay công trình đi dự thi nhà kinh tế trẻ, thì đều phải trích dẫn theo cái chuẩn được gọi là chuẩn Harvard. Ok, chúng ta sẽ chỉnh sang chuẩn Harvard. Được không nào? Nhỏ xíu nhưng mà bây giờ làm sao cho nó bự. Rồi, bự chưa? Bự hết cỡ rồi đó, không không? Không thể nào mà bự hơn được nữa. Rồi, như vậy thì là gì?
nhớ ha, your side is for me, và chỉnh thang cái chuẩn mà trường mình quy định là chuẩn Harvard. Rồi bây giờ thầy giả sử như là gì? Thầy muốn trích dẫn một cái đoạn văn nào đó ở trên một cái cuốn giáo trình bất kỳ nào đó, chẳng hạn vậy, đúng không? Hoặc là ví dụ như là thầy làm một cái chủ đề nào đó và thầy đem thầy trích dẫn từ một cái bài báo khoa học. Như vậy thì các bạn sẽ thấy rằng là gì? Nó sẽ cho mình nhiều cái sự lựa chọn lắm, đúng không? Mình sẽ vô mình add new reference, đúng không? Khi mình add new reference thì nó hỏi mình là các bạn muốn là trích dẫn từ một cái website hay là trích dẫn từ một cái journal, là một cái tạp chí khoa học, hay là trích dẫn từ một cái cuốn sách, hoặc là thậm chí mình có thể trích dẫn từ cái gì? Mình có thể trích dẫn từ một cái blog, mình có thể trích dẫn từ một cái cuốn sách bình thường, mình có thể trích dẫn từ một chương trong một cuốn sách do nhiều người biên tập, mình có thể trích dẫn từ một cái tài liệu hội thảo, nó gọi là gì? Conference proceeding. Mình có thể trích dẫn từ một cái tình huống ở trên tòa án, nếu đó là dân luật, đúng không nào? Mình có thể trích dẫn từ một luận văn, luận án. Mình có thể trích dẫn từ một cái cuốn phim mà mình coi. Ví dụ coi Netflix thấy Emily in Paris hay quá, trích, đúng không? Mình có thể trích dẫn cái gì? Hình ảnh online. Sao? Không, thấy luôn thì lên đây đi. Thế giờ, side dish for me. Nếu như em muốn nhìn đó, thì em mở điện thoại, em nhìn trên cái iPad hoặc laptop nè. Đúng không? Thầy đang live stream cho mấy bạn ở nhà coi nữa mà. Đó. Như vậy thì các bạn hình dung là chúng ta có nhiều kiểu trích dẫn từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau, đúng không? Quan trọng nhất là chúng ta phải xác định chúng ta muốn trích cái gì. Thì những cái mà trích quan trọng nhất của sinh viên, đầu tiên đó là chúng ta phải trích được cái journal, đúng không? Như vậy thì trích journal. Đó. Như vậy thì trích journal nó sẽ liên quan tới cái chuyện là các bạn phải biết được cái mã DOI của cái journal. Như vậy thì giả sử như này nè, à, thầy lên Scholar. Rồi giả sử như thầy làm một cái đề tài liên quan tới cái rác thải đi ha. Waste management. Vấn đề này cũng rất là quan trọng. Giả sử thầy làm như vậy. Và như vậy thì bây giờ thầy chọn cái bài báo thầy đọc. Có rất nhiều bài báo trên cái Scholar cho chúng ta đọc. Hoặc là thầy không muốn làm về waste management. Thầy muốn làm về cái gì? Thầy muốn làm về cái academic performance. Đúng không? Đó là cái kết quả học tập. Và như vậy thì cũng có rất nhiều bài báo hiện ra. Ví dụ như thầy lấy cái bài này đi. Đúng không? Thầy đưa vô trong cái bài viết của thầy thì nộp cho giảng viên. Và như vậy thầy nhấp chuột vô. Nhấp vô đây nó lâu quá. Thì các bạn có thể nhấp qua đây để đào về được. Rồi nhấp vô hoặc là chọn bất kỳ cái bài nào thì chịu khó xí đó. Ví dụ như một bài báo mình nhấp vô nó hiện về như vậy. Như vậy thì một cái bài báo nó phải có một cái mã DOI để mình copy cái mã DOI mình search, đúng không cả lớp? Ví dụ như thầy vô cái bài này đi ha. Thì cái mã DOI nó nằm ở đâu? Cái mã DOI nó nằm đây nè, đúng không? Đó, đây cái mã DOI nè. Có cái mã DOI nè, đúng không? Mình copy cái mã DOI thì mình search thì nó sẽ bóc ra cho chúng ta cái tên, cái thuộc tính, cái thông tin của bài báo một cách chính xác, được không? Là như vậy thì copy cái mã DOI và thầy dán vô cái chỗ này để thầy search, được không nào? Thầy search cái nó hiện ra thông tin cho mình nè. Bài báo này có 3 tác giả. Họ của ổng là mình quan tâm nè, đúng không? Tại vì khi mà chúng ta trích dẫn là chúng ta trích dẫn cái họ nè, đúng không? Rồi cái tên của tác giả nè, rồi cái năm xuất bản của bài báo nè, cái tựa đề của bài báo nó gọi là article title, cái tên của journal là cái tên của cái tạp chí khoa học xuất bản cái bài báo này ha, cái số volume nè và cái số phát hành và cái trang sử dụng. Như vậy thì các bạn thấy sau khi mình kiểm chứng thông tin thấy nó ổn, nó đủ hết rồi, đúng không nào? Như vậy thì bây giờ cái đường link mà URL nó nằm như thế nào thì mình sẽ copy nguyên si cái đường link này, đúng không? Mình sẽ dán vào cái URL và như vậy thì mọi thông tin nó đều đầy đủ và như vậy chúng ta add reference. Như vậy thì nó đem nó tự động nó trích ra cho chúng ta nè, ha.
Như vậy thì nếu như các bạn viết trong bài thì các bạn sẽ trích dẫn là Land, Brown và Larkin năm 1986 đã nói rằng, đã tổng kết rằng, đã chứng minh rằng cái gì đó, đúng không nào? Còn nếu như các bạn lập danh mục tài liệu tham khảo thì các bạn sẽ copy cái bibliography citation, đúng không? Như vậy thì giả sử như thầy copy ở trong cái bài test đi ha, thầy copy, thầy copy và thầy mở một cái trang Word lên. Rồi, thầy mở một cái trang Word lên, giả sử này thầy trích dẫn nguyên văn. Giả thử thầy trích dẫn nguyên văn. Và trích dẫn nguyên văn này thầy lấy từ tác giả bài báo này. Và cái trang của tác giả bài báo này đó là trang, ví dụ như là gì? Mình qua lại bên này. Mình lấy một cái trang nào đó bất kỳ, ví dụ như trang 267 đi, đúng không? Trang 267. À, viết bằng tiếng Việt thì nó sẽ gõ cái chỗ này thành trang 267. Cái chữ and này thay bằng chữ và, được không nè? Đó, được không? Rồi giả sử như là các bạn muốn để đầu trang, được không? Land, Brown và Larkin. Như vậy thì là gì? Sửa nó lại một chút xíu, không nên để cái dấu ngoặc ở đầu như thế, đúng không nào? Chúng ta xóa cái dấu phẩy này đi, được không? Rồi, ví dụ như đã tổng kết rằng, rồi tổng kết cái gì trong đó thì để trong dấu ngoặc kép, tổng cái dấu ngoặc kép lại, mở ngoặc ra trang 269, được không cả lớp? Và như vậy thì danh mục tài liệu tham khảo sẽ phải có cái công trình của Land, và như vậy thì danh mục tài liệu tham khảo để cái công trình của Land vào thì nó sẽ là gì? Copy bibliography và dán vào cái danh mục tài liệu tham khảo, được không nào? Thầy làm thủ công. Đó. Phóng bự lên xí nè. Rồi, hiểu cái cách thầy làm chưa? Hiểu cái cách thầy làm chưa? Làm thử cho thầy một cái nè. Làm thử cho thầy một cái. Có cần thầy làm lại một cái mới không? Rồi, làm thêm một cái mới nữa nè. Nhìn ha. À không, cái này là bốn tác giả đã lên thì mới là cộng sự, tại cái chuẩn Harvard nó vậy. Rồi bây giờ giả sử như thầy chọn một cái bài nhiều tác giả như bạn chúng ta nói ha. Bây giờ thấy dụ như là thầy chọn cái bài thiệt là nhiều tác giả như bạn chúng ta nói nè. Chọn cái bài nào nhiều tác giả như bạn chúng ta nói. Ví dụ như cái bài này rất là nhiều tác giả này, mấy đứa thấy không? Đó, và chuẩn Harvard thì là gì? Ba tác giả đổ lên nó vẫn là ghi ba tác giả. Tác giả số 3 nó ghi chữ và. Nhưng chuẩn khác, ví dụ như chuẩn IBA thì nó có khả năng là ghi và cộng sự. Nha. Như vậy thì bây giờ đây là một cái bài mà rất nhiều tác giả. Các bạn hình dung không? Đây là một bài báo rất nhiều tác giả. Bây giờ mình làm tương tự, mình lấy cái DOI nè ha. Rồi, DOI nè. Copy cái DOI. Rồi, search ở trên cái Cite It For Me. Add New Reference trước nè. Chọn Journal. Search cái mã DOI nè ha. Search nè. Tay thầy nhanh hơn cái máy hả? Trời chờ sĩ. Đó, ra rồi đó. Ha. Như các bạn hình dung rằng là mình phải chịu khó mình coi quảng cáo bởi vì nó bắt mình coi mà. À. Vì cái trang này nó cho mình miễn phí thì mình phải chịu coi quảng cáo xí. Chứ còn không nó thu tiền thì nó sẽ không có cho mình coi quảng cáo đâu. Đấy không? Các bạn thấy không? Nhiều tác giả như vậy mà các bạn bóc ra mà các bạn điền vô ấy, là đôi khi mình điền sai. Đặc biệt là mấy thằng Tây Ban Nha với là mấy thằng Bồ Đào Nha với Brazil là cái tên của nó loạn lên đấy. Mình đâu biết đâu. Đúng không? Cho nên là nếu chúng ta search vậy chúng ta bóc ra tên tác giả rất là chuẩn. Rồi nó bóc sẵn cho mình rồi. Bữa giờ thầy đi mua mấy cái thùng sữa nó cứ hiện lên đó em, nó quảng cáo sữa Ruwan đâu à. Biết cái sữa đó là dành cho ai không? À, bữa giờ tăng cân quá phải lấy lại phong độ. À, như vậy nó bóc sẵn ra cho mình nè, không? Đó, nó bóc sẵn ra cho mình như vậy. À, vậy như vậy thì các bạn hình dung là gì? Ok, dán thêm cái đường link này nữa, đúng không?
control C, dán thêm cái đường link URL nữa, rồi add reference. Chờ chờ xí nó đơ kệ nó, từ từ nó sẽ lên. Tại vì có mấy bạn đang ngồi ở nhà cho nên thầy phải share cái đó. Chờ xí ha. Có bạn nào đang mở máy? Rồi. Bạn nào đang mở GitHub giúp thầy nha. Tắt chưa? Đó, các bạn thấy không? Nó bóc ra sẵn cho mình như vậy thì mình không có phải gõ lại. Cái chuyện mà tụi em gõ lại được như vậy nè, nó rất là phức tạp. Đúng không? Nên bây giờ thầy sẽ trích dẫn nè. Trích dẫn trong bài nó sẽ là và cộng sự nè, đúng không? Copy index nè, nhiều tác giả như thế chắc chắn nó sẽ là và cộng sự rồi. Đúng không? Như vậy thì giả sử như là thầy viết một cái đoạn văn nè. Đó, và cái chữ mà add on này thầy sẽ sửa lại nè. Như vậy là Perez Chada và cộng sự nè, đúng không? Và cộng sự năm 2007, đúng không? Rồi, đã tổng kết gì đó, cho nó vô nguyên văn, đúng không? Ví dụ như là Trang, thầy đang bày thủ công mà, Trang bao nhiêu đây? Trang 1600, Trang 1700 đi, đúng không? Ví dụ Trang 1700. Rồi, đã, và như vậy thì là gì các bạn? Phần B này nó nằm sau phần L hay là nằm trước phần L nào? Phần B nó nằm sau phần L hay phần trước phần L? Đúng rồi, B nó nằm sau phần L, cho nên là tác giả sẽ gắn vào đây, đúng không? Như vậy thì mình sẽ quay lại Cite for me, mình sẽ copy cái này. Đó, và mình sẽ đi qua cái file Word, mình làm tới đâu mình gắn liền tới đó và mình sắp xếp sẵn luôn alphabet cho nó chính xác. Hả? Nhanh quá hả? Đây làm lẹ quá hả? Cái gì? Hả? Ừ? Em chỉ thay mỗi từ Anton thành chữ cộng sự thôi. Cái chuẩn Harvard nó như vậy, em hình dung không? Em đang đi theo chuẩn Harvard là như vậy. Còn cái chuẩn khác nó sẽ bỏ cái dấu chấm dấu phẩy đi. Còn chuẩn Harvard nó như vậy, em chỉ thay từ Eton bằng chữ cộng sự thôi mà. Rồi, kịp không? Rồi, làm ở dưới lớp cho nè, xem thầy thêm nè. Làm dưới lớp thử cho thầy xem nè. Lên Cite for me thử làm xem nè. Thích làm máy thầy không? Lên làm máy thầy. Ai đang rảnh mà thích làm máy thầy thì lên máy thầy làm. Hả? Ai thích lên làm máy thầy. Đó. Mở máy lên đi làm đi. Sợ hết tin hả? Hả? Lên làm đi, làm đi. Em thích làm gì đó em làm. Bài tập gì? Đúng rồi, tí xíu nữa thầy bày cái đó. Cái đó em phải thay thủ công á. Cái đó nó đâu có đi đâu ai. Em phải làm thủ công. Khoan, copy cái link. Giả sử như em muốn copy cái bài này đúng không? Em muốn làm cái bài này, em lấy cái bài khác đi, cái bài này thầy làm rồi, đúng không nào? Em lấy cái bài khác đi. Kiếm một cái bài nào lạ lạ đi. Kéo xuống dưới kiếm một cái bài nào lạ lạ. Rồi, ví dụ như truy cập vào cái bài nào đó đi. Dưới luôn. Kiếm cái bài nào mà thầy chưa làm á. Làm bất kỳ cái bài nào, cái nội dung thì mình cứ gõ là X, Y, Z, ABC từ lưa vô.
miễn sao là thầy kiểm chứng được cái khả năng của em trích dẫn được là được. Ừ, không phải copy cái link. Đầu tiên mình phải copy cái mã DOI kìa. Rồi từ từ để thầy, em làm từ từ để thầy chỉ các bạn luôn nè. Cái mã DOI nè, lớp bạn chúng ta truy cập vô một cái bài báo, cái mã DOI nó tính từ cái chữ là gì? DOI.org, xịt một cái bỏ, chúng ta sẽ copy từ cái con số 10.... copy hết cái chỗ này cho thầy nè. Đúng không? Copy hết cái nùi này. Không quen xài cái con chuột của thầy đúng không? Rồi copy hết luôn đi, tí xíu bỏ sau. Copy hết luôn. Control C copy hết luôn. Rồi đi qua cái site for me. Vô cái new reference. Copy cái DOI. Rồi đi qua cái site for me, chạy lên. Add new reference kìa. Đó. Rồi. Nhấp chuột vào đấy cái. Rồi vô channel. Rồi nó ra rồi đúng không? Rồi nhấp con chuột vào đó, dán và search. Nhấp con chuột vào đấy, Ctrl V đi em. Rồi search. Khỏi luôn search, thử luôn cho thầy luôn. Thử nó ra không ra. Rồi nó ra liền kìa, đúng không? Nó ra rồi, như vậy đi giờ mình chỉ là gì? Cái URL em copy cái đường link của ba bài báo em dán vô. Đấy, nó còn thiếu nè, thấy không? Đó, copy cái đường link của bài báo đang nằm bên này dán vô. Và như vậy thì copy nguyên con trên đó, đúng rồi. Đúng rồi. Từ cái tuần sau ha, khi thầy giao bài tập là bắt đầu trích dẫn theo cái site for me và làm chuẩn. Làm không được zero nguyên bài. Làm không được zero nguyên bài nha, thầy chấm cái đó trước. Nếu mà vượt qua cái vòng gửi xe là trích dẫn đúng chuẩn, thầy mới chấm nội dung. Rồi add new reference đi em. Add reference, nhấp chuột vào. Rồi kéo nó xuống, nó hiện xuống rồi kìa. Đó, nó hiện lên cái màu vàng là cái mới mình tạo ra này ha. Rồi em giả sử như em gõ một đoạn văn nào đó và anh trích dẫn từ cái tác giả là Cassidy và Johnson. Rồi copy and paste cho thầy. Copy and paste. Rồi đi vào cái file Word, mở file Word lên. Giả sử trên cái đoạn văn mình nộp cho ông thầy, lên cái khúc trên đừng có gõ tầm bậy chỗ đó. Kéo cái file Word lên cho thầy. Rồi kéo file Word lên. Rồi cái khúc mà trước tài liệu tham khảo là cái khúc mình nộp cho giảng viên đúng không? Gõ đại đi, enter gõ đại. Gõ đại, đúng rồi, đóng ngoặc lại, rồi để tên tác giả vô. Ctrl V, đúng rồi, dư một cái dấu ngoặc rồi. Rồi, sửa chữ N thành chữ V. Rồi giả sử như trang bao nhiêu? Trang bao nhiêu em cho một cái trang ngẫu nhiên vô cho thầy tôi đi. À, nhưng mà trang bao nhiêu nó phải khớp với bên kia nha. em qua bên kia đi thầy bày cho nè. Qua side for me, trang ngẫu nhiên nó phải logic nữa cơ. Đó. Ví dụ như cái bài báo này nó chỉ kéo dài từ trang 270 đến 295 thôi. Ví dụ như em lấy 272 thì nó hợp lý, em lấy 1470 là ông thầy ông cho zero liền. Đúng không? Đúng không? Giả sử thôi mà. Rồi cái nhóm online nhà làm đi nha. Tí xíu thầy cho nộp bài, không nộp được cái chữ nào là zero luôn. Rồi cái link đó bây giờ mình đem mình coi thử là vần C thì nó sẽ nằm đâu, copy cái đó đi. Rồi vần C đúng không, tác giả vần C chắc chắn là nằm đầu. Rồi đi qua bên framework. Rồi kéo xuống và dán trước cái chữ land đó cho thầy. Đúng rồi, enter. Rồi dán vào đấy. Rồi xong. Bạn chúng ta đã làm được. Rồi ai muốn làm nữa lên máy thầy làm. Hoặc không là làm dưới đó. Đúng rồi, copy DOI đi em. Rồi search bên kia. À DOI bài báo tiếng Việt nó không có ra đâu. Chỉ có bài báo tiếng Anh uy tín nó mới ra thôi. Còn DOI tiếng Việt coi như vứt nha. DOI tiếng Việt là nó không có ra đâu. Rồi
mỗi bạn cố gắng làm cho thầy 2-3 cái đi nào. Hiện giờ cái này đang rất dễ, mình làm cho nó quen tay đi. Rồi tí xíu cái thầy bày cái đó, em tập chích cho thầy mấy bài báo đi đã. Tí xíu thầy bày cái chích cái luận văn của trường. Ừ? Nó đang ra đó, từ từ. Mạng nó hơi chậm. Hồi xưa tụi em chích bằng cái gì? Chích thủ công hay chích bằng cái gì? À, Google Scholar rồi copy dán vô cái gì? Scholar thì không được, nhưng mà Scholar thì tí xíu thầy bày, ví dụ như tụi em đọc một cái đoạn văn ở trên VN Address chích thì sao chích, đúng không? Rồi ví dụ như mình lấy cái nguồn từ blog của thầy thì sao chích, hoặc lấy nguồn trên thư viện trường sao chích, đúng không? Cho nên dùng Cite for Me nó sẽ rất là thuận tiện ha. Thủ công hơi mệt một chút nhưng rất là thuận tiện. Nó đảm bảo rằng là tụi em theo cái nguyên tắc có trích dẫn thì có lập tài liệu tham khảo đúng chuẩn, đúng không? Đầu tiên là phải học cái đó cái đã. Sao mà để tiếng Việt không vậy? Tại sao cứ để tiếng Anh cho thầy? DOI kìa. Đấy, DOI nó bắt đầu từ cái sau chữ A, article kìa, thấy chưa? Còn B sau cái nùi đó, kéo hết. Lớp này chỉ học như Fashionista vậy đó. Trang Dung làm được chưa? Rồi được, bây giờ em muốn chích một bài báo bất kỳ trên Scholar đi. Rồi vô Scholar cho thầy. Vô Google Scholar trước để lấy bài báo, đúng không? Chọn chữ Scholar thôi. Rồi vô. Rồi chọn một cái idea nào bất kỳ. Đúng rồi, ví dụ business model. Rồi chọn một bài báo bất kỳ, đọc thử. Coi chừng là cuốn sách, hoặc là cái này là đăng ở trên cuộc web này, nó không uy tín. Okay. Đúng rồi, nó đăng tầm bậy bạ trên cuộc web thì sao uy tín được. Chọn cái bài báo, đây bài báo này uy tín nè. Đấy, đọc bài đó. Từ từ thì thầy sẽ bày cho cái cách chọn cái bài báo uy tín để đọc ha. Từ từ, hôm nay thầy chưa bày kịp đâu. Em kéo xuống một trang nữa thầy coi. Rồi em back ra lại đi. Rồi em vô chính cái này, đường link này luôn này. Search đó, control. Rồi chọn. Nó đang ra. Thầy coi nè. Tập cái thói quen đọc hết tức từng tật bằng tiếng Anh nha. Em mà chuyển mà tiếng Việt vậy là vài bữa em hại em luôn á. Rồi để cái trang web bằng tiếng Anh cho thầy đi. Không thì em mặc định tiếng Anh hết toàn bộ cho thầy. Copy được chứ. DOI nó nằm đâu? Đây nè, DOI nằm đây nè em nè. Đây nè. Cập tới đây thôi, đừng cần xe copy. Rồi sai đi em. Nó không ra rồi. Em phải xóa cái đầu đi nó mới ra. Em xóa cái nùi mà hát cái này đi. Đúng rồi, với tới chữ ORG em xóa hết luôn. Cái gì? Dùng để trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo. Đây nè, cái này là trích dẫn là tên tác giả nè. Còn cái này là danh mục tài liệu tham khảo nè. Mình có cái này là mình để vô cái cuộc để cho cái phần trích dẫn. Còn cái phần này là tài liệu tham khảo. Một cái bài viết luôn luôn có hai phần. Làm cho nó đúng chứ thầy nha. Hả? Rồi. Rồi làm thử anh Word đi em. Mở một cái file Word làm luôn cho thầy. Giống như thầy vậy đó. Một bài viết luôn luôn có hai phần.
cái phần nội dung và cái phần tài liệu tham khảo. Phần nào là nội dung thì em copy tác giả em để vô, đúng không? Phần nào là tài liệu tham khảo thì mình lập cái danh mục tài liệu tham khảo. Được không nào? Có ai chưa được không? Rồi bây giờ thầy bày qua cái chất khác nè, bày qua cái mới nè ha. Bây giờ giả sử như là gì? Thầy không có chích theo cái bài báo nữa, mà giả sử như là gì? Thầy chích từ một cái luận văn thạc sĩ ở trên thư viện của UEH. Như vậy các bạn hình dung là ví dụ như thầy lên Smart Library, đúng không? Thầy đọc một cái luận văn nào đó hay quá, và thầy thấy cái đoạn đó nó phù hợp để đưa vô cái bài viết của mình. Như vậy đầu tiên là tụi em truy cập cái thư viện, tụi em đăng nhập cái tài khoản. Nếu là thầy thì thầy sẽ chọn staff, bởi vì thầy là nhân viên của trường, tụi em sẽ chọn student, đúng không? Làm cái đó trước. Phải thủ công thôi, đúng không nào? Như vậy ấy, thì giả sử như thầy đọc một cái luận văn về động lực làm việc đi. Search nè. Rồi giả sử như là thầy đọc cái luận văn đầu tiên của Trần Hải Quân, người hướng dẫn là thầy Nguyễn Đông Phong. Biết thầy Nguyễn Đông Phong là ai không? Ok, chủ tịch hội đồng trường ghê đi, tụi em giỏi ghê, biết hết luôn. Rồi như vậy thì tụi em thấy rằng là gì? Một cái luận văn thạc sĩ vậy thì cái tiêu đề sẽ là các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nè ha. Đó. Người làm sẽ là Trần Hải Quân, và người hướng dẫn là Nguyễn Đông Phong. Về mặt khai thì chúng ta chỉ khai cái gì các bạn? Khai cái người làm thôi, không có khai cái người hướng dẫn. Như vậy thì lên Cite for me nè ha. Chúng ta sẽ chọn cái kiểu là Add New Reference. Rồi, Add New Reference. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ vô More để chúng ta chọn cái gì các bạn? Luận văn, luận án. À, chọn cái gì nào? Chọn cái gì? Trên cái nùi này chọn cái gì nào? Hả? À, chọn cái gì? Chọn cái gì? Không phải conference, conference là hội thảo. Chọn cái dissertation nhé. Chọn cái này. Rồi, như vậy thì bây giờ mình phải khai thủ công. Nhớ cho thầy một cái luận văn, luận án bằng tiếng Việt. Cái người thực hiện là ai nào? Trần Hải Quân, đúng không? Cho nên là các bạn sẽ thấy rằng là gì? Thầy sẽ qua đây. Cái phần last name thầy gõ full tuôn Trần Hải Quân. Vì sao lại như vậy cả lớp? Bởi vì chuẩn nó quy định nếu như là người Việt Nam thì sao? Chích cả họ và tên, đúng không? Cho nên cái phần la first name thầy chỉ cần như vậy. Thầy gõ một cái dấu chấm thôi nè. Được không nào? Rồi cái năm ban hành cái luận văn này là năm 2020, đúng không? Cái luận văn này tên gì thì mình đi qua đây mình copy nè. Đúng không? Copy cái tên nè, mình phải thủ công thôi, Ctrl C nè. Rồi mình copy, mình dán qua bên cái tiêu đề của cái luận văn này ha. Đó. Rồi bật là gì? Luận văn thạc sĩ nè. Đó, gõ nó vô. Được không? Đại học là gì? Đại học. Lúc này nó vẫn còn là kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, cho vẫn để là kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Được không nào? Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thành đại học UEH rồi thì gõ kiểu khác. Nếu như luận văn đó là năm 2021-22, được không? Còn 20 thì vẫn là Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Và như vậy thì đã hoàn thành rồi, đúng không? Chúng ta sẽ add reference. Và như vậy thì các bạn sẽ thấy nè, đúng không? Trần Hải Quân, đúng không? Trần Hải Quân năm 2020 là copy in test nè. Rồi, thầy vô Word, giả sử như cái file Word nộp cho...
Rồi thấy ông thầy làm thì rất là dễ, đúng không? Nhưng bắt tay vô làm kiểu gì cũng sai. Bởi vì thầy đi dạy hơn chục năm rồi, năm nào cũng có người zero hết á. À, có chứ, tại vì cái này là thầy chích dẫn không có, có nguyên văn, cho nên là thầy không cần để số trang. Còn chích dẫn nguyên văn có để cái dấu ngoặc kép là bắt đầu xuất hiện cái số trang mà mình muốn để vô. Rồi bắt trước theo thầy và làm thử bất kỳ cái luận văn nào, mẫu thôi. Lên làm thử đi em, lên lấy mấy thầy làm thử, hai đứa kiểu gì một trong hai cũng lên á. Rồi áo vàng lên trước đi. Rồi áo vàng lên trước đi ha. Thử được không? Hai đứa thử được không? Ok, dễ. Yeah. Bởi gì? Xoay qua mạnh mạnh nha. Cái đó cái gì vậy? Nó chích dẫn theo chuẩn này, nhưng mà đang nó đi theo cái format của quốc tế, cho nên em phải sửa rất là nhiều, đúng không? Đã. Còn mình phải làm thủ công. Nó đang đi theo cái format quốc tế, có nghĩa là nó áp cái phần mềm quốc tế chích dẫn tự động vô. Đã, nhưng mà nó đâu có đúng với lại cái người Việt đâu. Người Anh là nó, người Việt nó có quy định riêng mà. Bây giờ giả sử như ha,
tụi em chích một cái gì đó ở trên cà phê đi, đúng không? Nhìn nè, ví dụ như là sinh viên chúng ta hay lên cà phê để đọc rất là nhiều cái khác nhau, đúng không? Cà phê nó cho chúng ta rất là nhiều cái bản tin. Rồi ví dụ như ngày hôm nay thầy đọc một cái bài liên quan tới doanh nghiệp. Rồi ví dụ như thầy đọc cái bài này đi ha. Chuyện ngược đời. Rồi thầy đọc một cái bài này đi. Và thầy giả sử như thầy muốn chích cái bài này vào trong cái bài viết của mình. Tại vì ở cái bài hình dung rằng là gì, cứ copy dán kiểu gì Tony Tin nó cũng phát hiện ra, đúng không? Như đây là một cái bài trên một cái website của cái trang Cà Phê F, đúng không nào? Đó, tác giả là Lan Nhi, đúng không? Đó, như vậy thì bây giờ mình sẽ chích như thế nào này. Như vậy thì mình cũng vô là Side It For Me, đúng không? Mình sẽ chọn cái kiểu chích là gì? As new reference. Từ thế nào nó cũng quay lại thôi. Để cái tay thầy nó nhanh hơn cái tốc độ của truyền tải. Rồi vô mo ha, à vô website luôn. À như vậy thì các bạn hình dung rằng là mình chọn chế độ là manually size nè ha, manually size. Rồi bây giờ cái bà mà viết cái bài đó tên là Lan Nhi, đúng không nào? Lan Nhi. First name thầy cho cái chữ dấu chấm. Rồi cái bài đó công bố năm 2022. Cái tiêu đề của cái trang đó là gì? Chuyện ngược đời, bất động sản từng bị ém hàng ế, đúng không? Đó, Control C nè ha. Rồi dán cái tiêu đề qua cái này. Rồi publisher là cà phê F .vn à, nguyên cái đường link copy nguyên si cái đường link ngay chỗ này luôn, Ctrl A và Ctrl C dán nó qua nè ha. Rồi và như vậy thì là gì? Rồi publisher này, ok. Website name cũng là cafef.vn luôn, đúng không? Publisher là cafef.vn luôn. Rồi như vậy thì thầy có list citation. Rồi, Lan Nhi đâu? Đó, Lan Nhi, đúng không? Như vậy thì bây giờ copy in test nè, đúng không? Xong rồi vô work. À, và như vậy thì có một đoạn nào đó của Lan Nhi, đúng không? Lan Nhi, đúng không? Lan Nhi năm 2022. Lan Nhi đã làm cái gì? Lan Nhi đã nói gì đó, không? À, như vậy thì Lan Nhi nằm ở đâu nào? Lan Nhi là LA, LA chắc chắn phải trước LE, đúng không? Và sau gì? CA, đúng không? Như vậy Lan Nhi sẽ phải nằm đây. À, như vậy thì sẽ là gì? Vô đây và copy cái Lan Nhi nè ha. À, rồi qua đây. Lan Nhi sẽ nằm vị trí này, Ctrl V xong. Được không nào? Ừ. Rồi bây giờ làm thử và nghỉ giải lao. Ừ. Cái gì? Trong cái dân mà chứng khoán hiện giờ coi cà phê F là cái nguồn đáng tham khảo nhất, không còn cái trang nào mà nói hơn. Nhưng nó thông tin nó cũng tào lao lắm nha. Ở Việt Nam thì tụi em hình dung rằng là gì? Ở nước ngoài tụi em có Bloomberg, đúng không? Tụi em sẽ có những cái trang nó rất là uy tín nhưng mà nó lấy tiền mình nó mới cho mình đọc. Ở Việt Nam thì những cái trang đó là ổn rồi. Đâu? Em coi cái website của em chích nó tên gì? Đó, cafef.vn. Ờ, cafef.vn. Gõ cũng được. Hả? Hả? Web khác được. Ờ, em chọn bất kỳ cái web nào. Không nhất thiết phải là cafef. Hả?
Rồi mình nghỉ giải lao 30 phút nè.